Xin chào tất cả anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay lên sóng các bác em Họa Mi thuần các bác nhá, thuần đuôi xòe các bác nhá. Em này thì thuần khoảng tầm 95% rồi các bác nhá. Em này sách lồng vẫn hot các bác ạ. Đấy, các bác thấy chim thuần hot tốt không các bác? Chim hót rất là tốt nha các bác nha, và đặc biệt là giọng rất là hay luôn. Em này không tật lỗi gì các bác nhá, đuôi xòe. Chất giọng em này phải nói quá đẳng cấp luôn các bạn. Họ không bỏ mỏ luôn các bạn. Các bác nhìn tay em động lòng à. Sách lồng vẫn hot các bác nhá, chim sách lồng vẫn hot này. Chơi cánh đuôi xòe, ai à, đuôi xòe to đấy các bác ơi. Bản đuôi rất là đẹp các anh nhá. Để to luôn các anh nhá. Em nó chưa căng hết form rồi, chim này nó chưa căng hết các bạn. Nói là em này hot dã man luôn các bạn, giọng quá hay luôn. chảy rất là to các bác nhá. Em xin phép dừng video đây các bác nhá. Xin chào tất cả các bác nhá.